Nếu như bạn nhỏ hơn 10 tuổi thì tóc bạn ngắn, ngược lại thì tóc bạn dài. Màu sắc của tóc là màu áo bạn mặc, màu mắt là màu bạn thích. Nếu như bạn đeo kính hay thêm một vết, chà mở mắt màu sắc tùy ý. Không đeo thì thêm quần thấm mắt. Outfit là outfit của nhân vật bạn yêu thích. Nếu nhà bạn có nuôi thú cưng hãy thêm một cặp sừng. Còn không thì là một đôi tai yêu tinh. Giờ hãy làm cho nó hoàn chỉnh hơn.